Chào các bạn, năm 2015 đã đánh dấu bước tiến lớn của Huawei và thị trường Việt Nam với cực kỳ nhiều mẫu sản phẩm như P8, P8 Lite. Không chỉ ngắm vào các phân khúc cao cấp và tầm trung, mà Huawei cũng sẵn sàng đối đầu với Asus, Samsung hay là các thương hiệu khác ở mảng điện thoại giá rẻ. Chiếc máy mà gần đây họ mới bán online là Honor 4C với mức giá là 2.990.000 đồng. Còn chiếc máy này nhưng là phiên bản bán rộng rãi ở các chuỗi bán lẻ khác sẽ có cái tên là Cherry Mini với giá dao động khoảng từ 3.3 đến 3.4. Hôm nay thì mình sẽ đánh giá chi tiết về chiếc máy này để xem nó có gì đặc biệt hay không. Về thiết kế, Cherry Mini mang cái dáng vẻ ục ịch thường thấy trên các sản phẩm giá rẻ. Đó là dày, cầm khá đầm tay và được gia công hoàn toàn bằng nhựa. Nhựa bao phủ từ khung viền cho tới nắp lưng. Thế nhưng mà nó vẫn mang đến cảm giác ôm tay và chắc chắn không kém gì các smartphone cao cấp. Ngôn ngữ thiết kế của máy thì không khác nhiều so với chiếc P8 Lite mình đánh giá hôm trước. Cách bố trí các phím bấm hay là mặt trước của hai máy thì đều tương tự nhau. Phần viền trên và dưới khá lớn, cộng với viền hai bên mỏng làm cho máy có cảm giác hơi dài. Cá nhân thì mình thấy khó chịu nhất là phím nguồn được làm nổi bật với màu vàng đậm, lạc lõng giữa các chi tiết khác. Nếu làm đồng màu thì có lẽ sẽ tốt hơn. Có vẻ như là Huawei khá thích thú khi thiết kế mặt lưng sần. Khi mà các sản phẩm của hãng đều có chi tiết này, Cherry Mini thì cũng không phải nằm ngoài ngoại lệ. Nắp lưng của máy là nhựa cùng với họa tiết đan chéo nhau. Với họa tiết như thế này thì người dùng sẽ cầm máy không bị trơn trượt nhưng lại bám bẩn từ mồ hôi hay là bụi. Nắp lưng của máy có thể tháo rời nhưng pin thì được gắn chết bên trong. Nếu mở nắp lưng thì các bạn chỉ có thể thay SIM và thẻ nhớ. Nhìn chung là với thiết kế có vẻ hơi tá điền của mình, Cherry Mini có một cảm giác cầm rất lành, nhưng chính vì thế mà không hề có điểm nổi bật nào cả. Chiếc máy này tiếp tục được dùng con chip 2 silicon Kirin 620 của Huawei. Các thông số của nó là xung nhịp 1.2 GHz, 8 nhân và chạy trên nền tảng 64 bit, cùng với RAM 2GB và được tối ưu hóa bằng hệ điều hành mới nhất Android 5.1.1. Đây thực sự là một con số ấn tượng với một chiếc máy có mức giá chỉ khoảng 3 triệu đồng. Thực tế cho thấy thì Cherry Mini không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản mà còn có thể phục vụ được cả những ai có sở thích chơi game di động. Khi thử nghiệm với một vài game có đồ họa cao và chế độ chạy đa nhiệm khoảng từ 5 đến 6 ứng dụng, máy chạy mượt và chỉ ấm lên một chút sau khi mình chơi khoảng 30 phút. Thử nghiệm nhanh thì máy đạt được khoảng 30.000 điểm trong bài test AnTuTu, vượt trội hẳn so với những chiếc máy cùng tầm giá như là Zenfone C hay là Oppo Neo 3. Khá ấn tượng đối với một chiếc máy ở tầm giá này. Có một cấu hình tương đối tốt nên máy được đi kèm khá nhiều tính năng hay ho như là chế độ đơn giản, được tối ưu đến từng ứng dụng nhỏ, quản lý các ứng dụng chạy ngầm hay là mở khóa, truy cập nhanh ứng dụng ngay từ màn hình khóa thông qua các cử chỉ. Không nổi bật như cấu hình, màn hình của máy chỉ xếp vào hàng vừa đủ để sử dụng hàng ngày. Các thông số của màn hình này là tấm nền IPS 5 inch, độ phân giải HD, mật độ điểm ảnh đạt 294 ppi. Nếu sử dụng tấm nền IPS nên màn hình của chiếc máy này cho góc nhìn khá tốt và ít bị biến dạng khi nhìn nghiêng. Màn hình này cho màu sắc hài hòa, thể hiện đúng không bị sai lệch màu, góc nhìn tương đối tốt nhưng độ sáng chưa cao. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh tông màu của màn hình hay là bật tắt chế độ hiển thị rực rỡ khi ở ngoài trời. Cherry Mini được trang bị camera chính 13 megapixel, dùng cảm biến của Sony có khẩu độ f/2.0 và camera phụ thì có độ phân giải 5 chấm. Giao diện chụp ảnh của chiếc điện thoại này khá đơn giản và dễ sử dụng. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng bổ sung thêm một số tính năng chụp ảnh, ví dụ như là làm đẹp, quay time-lapse, HDR, chụp trước lấy nét sau hay là panorama. Theo mình thấy thì ảnh của máy phần lớn có màu sắc khá ổn, cân bằng trắng chuẩn nhưng lại có phần hơi thiếu độ tương phản. Còn sau một thời gian quá trình sử dụng máy, bản thân mình thấy hình ảnh từ camera của Honor 4 có xu hướng tối hơn so với ngoại cảnh. Mời các bạn cùng xem một số ảnh chụp từ máy. Về thời lượng pin, nhờ sở hữu dung lượng 2550 mAh cùng với một cấu hình không quá ngốn pin nên thời gian sử dụng trên chiếc Cherry Mini luôn được đảm bảo trong vòng một ngày hoặc hơn. Ngoài ra, máy còn có tính năng siêu tiết kiệm pin khá hữu ích. Khi đó, màn hình sẽ chuyển về chế độ trắng đen và chỉ có những ứng dụng cơ bản hoạt động, các kết nối bị ngắt, giúp kéo dài thời gian sử dụng. Nếu những ai có nhu cầu đơn giản về một chiếc điện thoại có thiết kế lành, cấu hình tốt và nhiều tính năng thì Cherry Mini sẽ làm hài lòng các bạn. Còn riêng về cá nhân mình thì mình nghĩ đây là một trong những chiếc máy hài hòa nhất ở mức giá khoảng 3 triệu đồng, tức là phù hợp với người lớn tuổi, các em học sinh hay là những người lao động có thu nhập thấp. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.